theo ý tưởng của Hào khi Hào đi ống của cái này á, thì mình nói chung là Hào muốn đi giống như là một con đại bàng tung cánh vậy đó. Và cái này là cũng là cái mẫu mới nhất của Vuitton hiện tại. Thứ nhất là nó sẽ giấu đi bớt dàn ống của mình, và thứ hai là nó phô được cái dàn lọc lên, mà nhưng nó sẽ tích được thêm một cái dàn mưa, thì cái dàn mưa đó nó sẽ xử lý nước tốt hơn cho anh em. Ok, chào anh em nha. Thì hôm nay là Hào đang có mặt tại xưởng của Dầu Bích Tăng. Thì hôm nay là mình xin giới thiệu với anh em, đây là ba combo hồ để mình ship qua. Hai cái là mình đi Mỹ và một cái bên đây là mình đi Úc. Thì bây giờ mình sẽ mời anh em cùng đi với Caramen khi bên team mình hoàn thiện ba cái hồ và mình đang test nước. Và ngày mai là mình sẽ tiến hành là đóng kiện gỗ và để đưa lên xe và để đi tàu qua bên nhà gia chủ nha. Bây giờ mình sẽ mời anh em cùng đi với Caramen nha. And moving past who is right and who is wrong, and sometimes leaving's all I've got, even when I know it's not, 'cause our love is too strong for that kind of talk to be more than a thought. Star, and if I was the sky,
Rồi, ok, nãy giờ thì anh em cũng đi với Garamen để ngắm sản phẩm hoàn thiện bên mình đúng không? Bây giờ mình sẽ đi lại rồi, nói chung là mình sẽ nói chi tiết từng cái hồ để cho anh em biết là kích thước như thế nào và chiều cao, tổng chiều cao của nó bao nhiêu và phong cách chơi như thế nào nha. Thì bây giờ con đầu tiên này đi. Thì con này là chiều dài của nó là 1m68, rộng của nó là 81, cao lên phần kiến là 86 nè. Tổng chân từ dưới đất lên trên đây là 1m76. Đó, thì thường thường là bên mình làm thì mình sẽ kéo thước lỗ ban, mình sẽ lấy hai cung đỏ cho khách. Chung là còn cái chuyện phong thủy hay cái gì đó thì Hà không quan tâm, nhưng là mình sẽ làm được hai khung đỏ là mình làm thôi. Thứ nhất, thứ hai là cái chân này thì bên mình ốp, nghĩa là mình đã lựa một phong cách ốp làm sao mà để đi qua nước ngoài người ta có thể sử dụng được. Tại vì nói chung là mình ốp gỗ thì nó sẽ đẹp hơn, hoặc là những cái vật liệu khác thì nó sẽ đẹp hơn, mà những vấn đề ốp gỗ để đi qua nước ngoài thì có nhiều anh em nói sẽ bên về bên đó sẽ không chơi được, và mình đang sử dụng là chất liệu là sắt đó, nhưng mình sử dụng chất liệu là sắt và mạ kẽm. Rồi những cái bản lề này mình cũng không còn xài bản lề hơi nữa, và mình xài bản lề lá, mà dạng như là bản lề lá mà dạng như bản lề gan đặc á, thì nói chung là cái độ bền nó sẽ cao hơn. Đó, thì như dàn lọc ở dưới này thì mình sẽ không nói thêm nữa, tại vì cái này là bên mình làm thì theo một cái mẫu này thật sự là mình đã cải tiến rất là nhiều để mình có thể ship hàng đi nước ngoài, ngay cả từ mặt lọc kỹ thuật, ngay từ thiết kế đường hút mặt, và ngay từ dàn lọc, và ngay từ những cái phần chi tiết ở trong đây là mình đều thiết kế khác. Và đặc biệt keo của mình dán cũng không phải là keo 121 nữa nha, nói chung là đặc biệt là keo khác luôn, để đi qua bên, nói chung là bên đó nó lạnh hơn và khí hậu nó không có giống như ở châu Á mình, nên là mình không có làm những cái vật dụng nữa. Giống như là bây giờ đây mình dùng sắt, này là sơn tĩnh điện, này là kiến nè, kiến thì này là mình dùng kiến 6 ly cường lực thôi. Đó, anh em coi cái độ hoàn thiện của nó. Còn dàn ống ở dưới này là mình đi một dàn ống khác biệt như xưa giờ luôn. Thì giống như cái mẫu mình đã nói, thì cái mẫu này giống như là một cái ý tưởng của dàn ống, là giống như là mình làm theo một ý tưởng là gọi là đại bàng tung cánh á. Đó, thì mình sẽ không nói thêm, và cái lọc này mình đã tích hợp, nói chung là hình như là gần tối ưu nhất của một cái hồ kiến. Đó là lọc tách phân thô, có nghĩa là dùng khay nóc để tách phân ra khỏi mặt nước là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là có ngăn UV, và tiếp theo đó là mình đi qua hết tất cả những dòng vật liệu lọc, thì cuối cùng còn lại là có một cái ngăn túi lọc tinh. Sau hết túi lọc tinh đó là qua máy bơm, thì khi xong mà qua máy bơm đó thì nó sẽ lên tới cái cây dạng mưa nữa, thì mình xử lý trên khay dạng mưa một lần nữa. Thì xử lý làn mưa có mục đích để làm gì? Nói chung là nó xử lý những cái độc tố trong hồ, và thứ nhất thứ hai là nó cung cấp thêm oxy cho hồ. Đó, thì giống như anh em thường thường hay thấy, thì tại sao là những nước giống là về cá coi á, giống như là Nhật, nhưng mà nói về mà những cái vật liệu này nọ thì bên nước Nhật rồi họ rất là thiên tiến về mấy phần này, thì những cái hồ cá coi lúc nào người ta cũng tích hợp một cái dàn mưa. Thì khi Hào làm Hào thiết kế tới giờ này thì Hào muốn là cái lọc hồ kiến của mình nó cũng tích hợp được cái đó vô. Thì nói chung đã làm cho anh em chơi rất là nhiều, cũng được mấy cái rồi, và được cái phản hồi nó rất là tốt. Thì sau này bây giờ mình đi cái mẫu này thì mình muốn tích hợp cái đó vô để cho những nói chung là vẫn như khách ở nước ngoài người ta có được trải nghiệm những cái gọi là những cái suy nghĩ và những gọi là cái tay nghề của anh em Việt Nam mình làm một cái hồ cá nó như thế nào. Đó, đây là sản phẩm của bên team Nhật Bế Tăng mình hoàn thiện. Đó, đây là bên mình tự thiết kế, bên chung bên mình nghĩ ra ý tưởng và thiết kế và đưa lên cái thước và làm ra thi công ra một cái sản phẩm như vậy. Đó, đây là đậm chất của Made in Việt Nam. Ok anh em nha, thì nãy giờ mình cũng không nói phong cách chơi cái này, tại vì cái hồ này là chơi chảy nền, nói chung là chơi đá cuội văn mây với lại là lũa. Thì trong đây là lũa thì mình chơi hải sơn tùng, nhưng mà hải sơn tùng có hai góc cong ở đây, mà cái này là mấy bạn về bắn xếp bắn chơi gọi như là chơi đĩa con tôm nữa. Theo là con thứ hai, thì con thứ hai này là chơi rồng, nghĩa là phong cách này là phong cách chơi cá săn mồi. Thì chiều dài của con này là một dài 1m95, cũng rộng 81, cao lên 86 luôn. Thì cái hồ này là cái hồ trước với cái hồ này là mình đều làm kiến 15 ly siêu trong. Đó, thì phong cách này nói chung là dàn cửa không ốp cửa, có nghĩa là để dàn lọc phô ra luôn. Đó, thì dàn ống này dàn ống cam đen, thì bên kia cũng cam đen và thằng này cũng cam đen. Đó, tổng chiều cao của thằng này từ dưới đất lên đây là 1m72 nha. Thì hồi xưa có anh em nhiều hỏi mình có nhiều cái là có thể làm được cái chân hồ thấp không, thì nói chung là làm cũng được, mà nhưng đến giờ này thì nó mới hoàn hảo được như vậy. Còn lúc trước thì lại mình thiết kế cái chân rất là cao, có nhiều anh em lại không thích, nhưng bây giờ rất là thấp, tại vì mình cũng thấp chỉnh, mà anh em thấy mình đứng nó ngang đây không, nói chung là cái này thì mình ngồi ghế sofa hoặc là cái gì đó mình ngồi mình coi thì nó rất là ok. Còn hồi xưa là mình làm chân hơi cao, chân hồi xưa mình làm tới 1m07 rồi, bây giờ chân này giờ có 80 mấy hoặc 95 thôi là cùng rồi.
Rồi thì tiếp theo con này cũng là chơi cá rồng luôn. Thì cái hồ kia với cái hồ này là cùng một chủ, thì cùng một anh khách. Nói chung là hai cái con này sẽ nó về bên Mỹ nha. Thì cái này mình làm kiến 12 ly, chiều dài của thằng này là 1m68 nè. À, rộng vô 68, cao lên 68, kiến 12 ly ba mặt siêu trong. Thì vàng ống là vàng ống màu trắng xanh. Đó thì vàng lọc thì cũng tích hợp đầy đủ, nói chung là giống như đến giờ này thì những cái mẫu hồ của Gia Quế Tăng tới hiện tại giờ này như là bên team mình đã phát triển gần như là gần hết hết những công suất của vàng lọc nè và công suất của vàng hút thổi. Có nghĩa là có thổi tia rồi có thổi đáy, rồi có hút mặt và có hút đáy. Đó hình như là gần max công suất của một cái hồ kính rồi. Đó và chất lượng dán hồ ở bên mình thì có khá là nhiều anh em chơi thì anh em cũng biết chất lượng như thế nào. Nhưng mà mình rất chú trọng về cái cách hoàn thiện và nói chung là đưa ra một sản phẩm đẹp. Chơi là phải đẹp, còn không đẹp là mình không thích, nhưng mà mình không thích như vậy. Đó dàn chân ở dưới này thì cái dàn chân này thì tất cả những ba cái chân này thì đều là xài hộp hộp 5-10, còn trụ này là trụ vuông 10. Đó, dưới đây dàn lọc ở dưới đây thì cũng có xả đáy đầy đủ luôn nha anh em. Nhưng mà đây đầy đủ hết khay đất phân rồi túi lục tinh và dàn mưa. Đó. Đây là nguyên công set của ba cái hồ, là ngày mai thì bên team mình sẽ tiến hành là đóng kiện. Thì quá trình đó mình sẽ quay cho anh em cái coi quá trình đóng một cái kiện đi nước ngoài nó sẽ là như thế nào. Đó là mình đặt kiện về rồi mình sẽ đóng gói như thế nào đó để đưa được ba cái hồ này đi. Hào cảm ơn anh em mà nãy giờ cũng dành thời gian theo dõi clip nha. Cũng đi theo chân Caramel rồi cũng nghe Hào nói về ba cái hồ và không cách chơi và những cái chi tiết trong cái hồ đó. Thì như đây là một cái mẫu hồ, nói chung là theo ý tưởng của Hào khi Hào đi ống của cái này á, thì mình nói chung là Hào muốn đi giống như là một con đại bàng tung cánh vậy đó. Thì một chút nữa anh em cứ đi theo chân Caramel thì anh em sẽ nhìn thấy được cái chi tiết nó nằm ở đâu. Đó. Và cái này là cũng là cái mẫu mới nhất của Gia Quế Tăng hiện tại. Thì giống như là cái mẫu này thì mình cũng nói thẳng luôn là giống như là chưa có anh em nào làm cái mẫu này hết. Thật sự hồi xưa giờ thì bây giờ bắt đầu là bên mình đã phát triển ra được cái mẫu này và mình làm, thì hiện tại mình muốn phát triển nhiều hơn về nó hơn nữa. Thứ nhất là nó sẽ giấu đi bớt vàng ống của mình, và thứ hai là nó phô được cái vàng lọc lên. Đó, mà nhưng nó sẽ tích được thêm một cái vàng mưa. Thì cái vàng mưa đó nó sẽ xử lý nước tốt hơn cho anh em. Đó, vậy thôi. Nói chung là khi mà mình cũng được trải nghiệm và chơi cái này thì mình mới hiểu được cái vấn đề là cái vàng mưa nó lợi hại như thế nào trong một cái hồ kính của mình. Đó, thì ngày mai là mình sẽ hẹn anh em là ngày mai là team mình sẽ gọi là tiến hành quá trình đóng kiện, mình sẽ quay cái khúc đó cho anh em coi luôn nha. Rồi bây giờ chào anh em nha.